Sau khi trận tứ kết lượt về Europa League giữa Sevilla và Manchester United khép lại, không ít ý kiến đã cho rằng đây có thể là bước ngoặt của mùa giải đối với Quỷ Đỏ. Bởi nó không chỉ khiến đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag phải dừng bước tại đấu trường Europa League, mà còn lấy đi hai trụ cột hàng thủ của họ là bộ đôi trung vệ Lisandro Martinez cùng Rafael Varane. Man United thực sự đã phải trả cái giá quá đắt trong chuyến hành quân đến Tây Ban Nha ngày hôm ấy. Mọi chuyện thậm chí còn trở nên tệ hơn đối với họ khi trung vệ đội trưởng Harry Maguire cũng gia nhập danh sách bệnh binh sau đó không lâu. Cơn bão chấn thương quét qua sân Old Trafford khiến hàng thủ của Quỷ Đỏ tan hoang, nhưng cũng chính vào thời điểm khó khăn ấy, Man United đã trình làng một cặp bài trùng mới nơi trung tâm hàng phòng ngự, khi mà bộ đôi Luke Shaw, Victor Lindelof hóa ra lại uy tín đến bất ngờ. Trận đấu với Aston Villa ngày hôm qua đã là lần thứ 3 liên tiếp mà Luke Shaw cùng Victor Lindelof hợp thành cặp trung vệ nơi trung tâm hàng phòng ngự của Man United, dù trước đó họ chưa từng thi đấu bên cạnh nhau trong vai trò này. Màn thể hiện của bộ đôi Shaw-Lindelof trong 3 trận đấu đã qua có thể khẳng định là vô cùng ấn tượng. Đầu tiên là trận đấu với Brighton tại bán kết FA Cup, nơi mà Luke Shaw cùng Victor Lindelof đã phối hợp ăn ý để giúp Man United giữ sạch mảnh lưới trong suốt 120 phút. Dù để Tottenham Hotspur chọc thủng lưới 2 lần ở trận đấu tiếp theo, nhưng cũng thật khó để trách cứ Shaw hay Lindelof trong những bàn thua này. Trước một Aston Villa đang hừng hực khí thế với chuỗi phong độ khủng khiếp, hàng phòng ngự của Man United tiếp tục phải đối mặt với một thử thách khó khăn. Nhưng một lần nữa, Luke Shaw cùng Victor Lindelof đã hoàn tất ngày thi đấu xuất sắc của mình bằng cách giúp thủ môn David De Gea bảo toàn được mảnh lưới của mình. Ở Luke Shaw, người ta nhìn thấy hình bóng một người thủ lĩnh hàng phòng ngự với khả năng luân chuyển và phát triển bóng xuất sắc cùng những tình huống đọc tình huống rất hay để đánh chặn kịp thời. Hậu vệ người Anh chính là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất trên sân với tổng cộng 100 lần chạm bóng và 84 đường chuyền thành công, trong đó có 3 đường chuyền dài chính xác. Bên cạnh đó, anh cũng có 6 pha thu hồi bóng thành công cùng 3 tình huống đánh chặn chính xác. Luke Shaw là một trong những cầu thủ hiếm hoi luôn duy trì phong độ ổn định trong đội hình của Man United, nhưng cũng lâu rồi anh mới lại có một màn trình diễn xuất sắc đến vậy. Thậm chí các cổ động viên Quỷ Đỏ đã đùa với nhau rằng Roberto Carlos của họ đã biến thành Paolo Maldini chỉ trong vòng có vài tháng ngắn ngủi. Tất nhiên Luke Shaw sẽ không thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình nếu không có sự trợ giúp đến từ người đá cặp Victor Lindelof, người đã nhắc cho các cổ động viên nhớ rằng vì sao anh được gọi là người băng. Khi được hỏi về biệt danh này, trung vệ 28 tuổi từng chia sẻ: "Các đồng đội tại Benfica gọi tôi là người băng, có thể vì tôi đến từ Thụy Điển và ở đó rất lạnh, hoặc là vì tôi rất lạnh lùng và bình tĩnh khi chơi bóng." Ngày hôm qua, người băng thực sự đã xuất hiện trên sân Old Trafford khi Victor Lindelof cho thấy sự điềm tĩnh và lạnh lùng tuyệt đối trong từng pha bóng. Anh chạm bóng tổng cộng 72 lần và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 97%. Trung vệ người Thụy Điển cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự với 7 lần thu hồi bóng cùng 4 lần phá bóng giải nguy. Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến pha đánh đầu phá bóng ngay trên vạch vôi của Lindelof. Đó là pha cản phá chẳng khác nào một bàn thắng, giúp Manchester United giữ lại 3 điểm trọn vẹn trên sân Old Trafford. Nên nhớ đối thủ của họ là Aston Villa, đội bóng kiếm được nhiều điểm nhất tại Premier League trong năm 2023. Nhưng ở trận đấu này, hàng tấn công của huấn luyện viên Unai Emery đã hoàn toàn chịu bất lực khi phải đối mặt với một bức tường phòng ngự quá kiên cố được dựng nên trước khung thành của thủ môn David De Gea. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Erik ten Hag không giấu được sự vui mừng và hết lời ngợi khen bộ đôi trung vệ của mình. Ông chia sẻ: "Victor Lindelof đã chơi rất xuất sắc cả khi có bóng và không có bóng. Cậu ấy kiểm soát được việc phòng ngự và điềm tĩnh khi phát triển bóng. Khả năng chọn vị trí của cậu ấy cũng rất ổn. Cho thích việc đá trung vệ, cậu ấy là một hậu vệ biên, nhưng cậu ấy cũng có thể làm tốt khi đá ở phía trong. Họ chơi rất hay bên cạnh nhau và tôi thực sự vui vì điều đó." Nếu không có gì bất ngờ, người hâm mộ Quỷ Đỏ sẽ còn tiếp tục được chứng kiến Luke Shaw cùng Victor Lindelof đá cặp trung vệ ở những trận đấu tiếp theo, thậm chí là trong trận đại chiến với kình địch Man City tại chung kết FA Cup mùa giải này. Những thông tin mới nhất về chấn thương của Rafael Varane cho thấy cầu thủ người Pháp nhiều khả năng sẽ không kịp bình phục cho trận đấu trên sân Wembley vào đầu tháng 6, thậm chí có những lo ngại về việc Varane sẽ phải ngồi ngoài tới hết mùa giống như trường hợp của trung vệ Lisandro Martinez. Trong bối cảnh trung vệ đội trưởng Harry Maguire cũng chưa hẹn ngày trở lại, Luke Shaw và Lindelof là những lựa chọn duy nhất còn lại của huấn luyện viên Erik ten Hag. Và dù có muốn hay không thì ông cũng phải tiếp tục tin tưởng vào họ mà thôi. Nhưng thật may cho Man United bởi sự kết hợp bất đắc dĩ này đang mang đến niềm tin chứ không phải nỗi lo dành cho cổ động viên của Quỷ Đỏ. Với Luke Shaw và Lindelof, United có cho mình cặp trung vệ với khả năng cầm bóng và phát triển bóng xuất sắc. Họ đều là những hậu vệ có kỹ thuật tốt và tự tin với trái bóng ở trong chân. Trái ngược với Harry Maguire hay phần nào là cả Rafael Varane, đôi khi có những pha xử lý khiến cho người hâm mộ không thể yên tâm. Điểm yếu về khung chiến của Luke Shaw được Lindelof bù đắp và chính Shaw cũng mang đến điều mà Lindelof còn thiếu, đó là những tình huống phán đoán và dâng lên để chủ động đánh chặn. Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên mà Luke Shaw được xếp đá trung vệ dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag.
Ông thầy người Hà Lan đã có ý định thử nghiệm Shaw ở vị trí này từ lâu và thậm chí hậu vệ người Anh đã được sử dụng để đá chính trong trận đấu lượt về với Man City tại Premier League. Trong bối cảnh Lisandro Martinez vẫn đang tìm lại thể lực hậu World Cup 2022, đó là trận đấu mà Luke Shaw cùng Raphael Varane hợp thành bộ đôi trung vệ và họ đã thi đấu xuất sắc để giữ 3 điểm ở lại sân Old Trafford trước những nhà đương kim vô địch Man City. Sự thử nghiệm đó đã phát huy tác dụng khi nó đem đến cho Erik ten Hag thêm một lựa chọn ở vị trí trung vệ khi mà những trung vệ khác của ông đều đã phải làm bạn với giường bệnh. Khả năng rất cao là Luke Shaw sẽ một lần nữa đá trung vệ trước Man City trong lần tái ngộ trên sân Wembley ở trận chung kết FA Cup sẽ diễn ra vào đầu tháng sau. Đó hẳn là cơn ác mộng với bất cứ ai dành tình yêu cho nửa đỏ thành Manchester sau trận tứ kết lượt về Europa League với Sevilla. Nhưng chứng kiến những màn trình diễn của bộ đôi Luke Shaw Lindelof trong những trận đã qua, người hâm mộ Quỷ Đỏ có lẽ đã vơi bớt nỗi lo về hàng phòng ngự của mình. Nên nhớ rằng chính Lindelof là người đã đưa Man United đến với trận chung kết bằng việc thực hiện thành công loạt sút luân lưu quyết định ở trận bán kết với Brighton. Cả Luke Shaw và Victor Lindelof đều đã khẳng định việc họ xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng trên sân Wembley nhằm hoàn tất tham vọng đoạt cú đúp danh hiệu cho Quỷ Đỏ mùa giải này. Không chỉ là trận chung kết FA Cup, Manchester United có những thử thách khó khăn cần phải vượt qua trong chặng đường cuối của mùa giải. Những đối thủ khó chơi như Brighton, West Ham hay Chelsea dự kiến sẽ đem lại không ít khó khăn cho đoàn quân huấn luyện viên Erik ten Hag. Nếu như Harry Maguire không kịp bình phục, nhà cầm quân người Hà Lan không còn sự lựa chọn nào khác ở vị trí trung vệ và bộ đôi Luke Shaw cùng Victor Lindelof sẽ đối mặt với việc phải cầy ải liên tục từ giờ cho tới cuối mùa. Không quá khi nói rằng vận mệnh của Man United trong cuộc đua top 4 Premier League giờ đây coi như đã được đặt vào tay của Shaw và Lindelof. Sự vươn lên của Lindelof trong giai đoạn cuối mùa cùng những màn thể hiện thuyết phục của Luke Shaw ở vị trí trung vệ sẽ đem đến những suy tính cho huấn luyện viên Erik ten Hag trong quá trình tái thiết đội hình và xây dựng lực lượng ở mùa hè tới. Victor Lindelof là cái tên luôn nằm trên làn danh của việc đi hay ở trong một vài mùa giải vừa qua và thậm chí đã có nhiều thông tin cho rằng anh là một trong những cái tên nằm trong danh sách thanh lý của Man United vào cuối mùa. Thế nhưng trung vệ người Thụy Điển đã nắm lấy cơ hội của mình để chứng tỏ vì sao anh xứng đáng có mặt trong công cuộc tái thiết của đội chủ sân Old Trafford. Lúc này người đang rơi vào trạng thái nguy hiểm nhất, chớ trêu thay lại chính là trung vệ đội trưởng Harry Maguire. Cánh cửa này đóng lại sẽ là cơ hội để một cánh cửa khác mở ra. Trận tứ kết lượt về Europa League với Sevilla tưởng chừng đã lấy đi cả mùa giải của Man United khi họ mất đi bộ đôi trung vệ số 1. Thế nhưng nó lại bất ngờ mở ra thời cơ để Quỷ Đỏ trình làng một bộ đôi khác cũng uy tín chẳng hề kém cạnh. Luke Shaw và Lindelof cho thấy họ không chỉ là những kẻ đóng thế xuất sắc. Bộ đôi này đang đóng vai chính trong hồi cuối của một mùa giải với rất nhiều thăng trầm của Manchester United.